Ok nhá, hello tất cả các bác, xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio các bác nhé. Đấy, và thì trong buổi ngày hôm nay thì M2 xin giới thiệu đến tất cả các bác và anh em nhà mình thì hôm nay em đang sơn lại những cái dòng loa full 30. Thì hôm nay có hai đôi loa của còn hai đôi, đấy, còn hai đôi của loa TD Tache. Đấy, một trong những cái dòng loa đây là thương hiệu của Đức. Đấy, lắp ráp tại Trung Quốc và ruột là của Anh Quốc. Này. Thương hiệu là đến từ Đức này. Đấy, lắp ráp tại Trung Quốc này và ruột thì nó lại là hàng của Anh Quốc. Ok cho anh em 3 trong 1 để cho anh em. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ có một đôi loa TD Tache, một đôi loa thùng cân. Loa full 30 anh em nhá. Đấy, loa full 30. Thì con này thì em đang đây sơn lại cho các bác thì nó sẽ rất là đẹp như thế này. Đó, cho anh em. Rất là đẹp luôn nhá. Và con này thì thùng cân nhá các bác nhá. Đấy, và thì đối với con loa này thì nó cái chất lượng âm thanh của nó thì không cần phải bàn cãi đâu. Nói về TD Tache thì nó là một trong những cái thương hiệu nó khá là đẳng cấp. Ở đây em cho các bác xem cái căng của nó đây này. Đây nhé, đấy, xem cái căng của nó đây nhé. Đấy, TD Tache nhá anh em nhé. Đấy, cái này thì em sẽ lau sạch sẽ cho tất cả các bác trước khi gửi đến cho tất cả anh em. Thì em còn có hai đôi này thôi. Đấy, bác nào có cái nhu cầu thì có thể liên hệ để lấy. Thì em xin giới thiệu với tất cả các bác như sau. Con loa này thì anh em mình sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái phần công suất các bác nhé. Đây. Đó, em sẽ cho các bác xem cái phần công suất trước này. Đó, công suất của con này thì nó là model của nó là LF12. LF12 và con này thì công suất đầu màu của nó là bao nhiêu? Là 300W và hoạt động từ 300 đến 600W là ổn định. Đấy, anh em con này nó không cần nhiều công suất đâu. Đấy, để cho anh em. Và thứ hai nữa là con loa này thì như nào các bác nhỉ? Đó, phân tần nha mọi người này. Để cho các bác xem phân tần. Phân tần khá là khủng. Nói về cái dòng TD Tache này thì cái phân tần nó cũng khủng khiếp lắm anh em ạ. Này. Đó, này phân tần này các bác nhá. Phân tần này. Anh em xem này, phân tần rất là to luôn và rất là khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó, được cho anh em, phân tần này. Đó, hai cuộn cản là không khí rất to này. Đấy, tụ này, anh em xem cái tụ này. Rất là VIP luôn, đúng không anh em? Đấy, ba con trở sứ này cho anh em. Đấy, và thì con này thì các bác chơi trong gia đình thì nó quá là hợp lý rồi. Tiếng hay, đấy, nhỏ gọn và rất là tuyệt vời. Và đặc biệt với tất cả các bác rằng là con này nó sử dụng là đồng bộ bát tép của Phên anh em nhé. Đấy, bát tép của Phên. Đây Phên đây mọi người này. Đó, đây này. Bát tép của Phên các bác nhìn cái con tép này, nhìn khủng không? Đấy, Phên thì nó lúc nào nó hầm hố thôi. Phên là made in England này. Đó, được cho anh em. Thì em hay bán hàng cho tất cả các bác thì các bác cứ yên tâm là cái chất lượng của những đôi loa full, loa bãi thì nó phải nói với các bác rằng là nó bao phê luôn thôi. Không có vướng vấn đề gì cả các bác nhé. Đó, được cho mọi người. Và em cũng nói luôn với tất cả các bác là khi anh em sử dụng những đôi loa ở cửa hàng bên M2 thì tất cả ruột gan. Đấy, và tất cả mọi thứ M2 đều lấy là nó có thương hiệu hết. Nó có thương hiệu cho anh em này. Và khi anh em đã sử dụng những cái hàng thương hiệu rồi thì chắc chắn với tất cả các bác rằng là các bác sẽ sử dụng nó sẽ rất là tốt. Cái này thì M2 sẽ test tiếng cho tất cả các bác trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì em đang sơn tiếp tục cho tất cả các bác đây. Đó, bây giờ thì em sơn và em sẽ đóng lại và em sẽ test tiếng cho tất cả anh em nhá. Thì anh em nào mà muốn theo dõi cái đôi loa này thì các bác có thể đăng ký kênh đi ạ. Đấy, tối hôm nay thì M2 sẽ là đăng cái video là 7 giờ tối ngày hôm nay. M2 sẽ đăng cái video để test tiếng con này cho tất cả các bác. Còn con này thì nó chỉ có hai cặp thôi các bác nhé. Khá khủng đấy các bác ạ. Đấy. Và loa giá đôi loa này M2 sẽ để cho tất cả anh em là 9.500.000 đồng một đôi nhá. Đấy, 9.500.000 đồng một đôi. Ok cho anh em. Và các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở cửa hàng bên em. Đây, 0972345183. Dạ. Đó. 9.500.000 đồng cho một đôi loa này các bác nhá. Quá rẻ, quá tốt, một thương hiệu tốt này. Chất lượng rất là tuyệt vời, tiếng âm thanh thì em bao cho các bác luôn nhá. Không sao đâu ạ. Đó, ok cho mọi người. Đó, các bác có số điện thoại rồi thì các bác cứ vậy liên hệ thôi. Và cũng chỉ có hai đôi nhá, hết rồi. Còn có hai đôi em sơn đẹp lại cho anh em, thì anh em nào có cái nhu cầu thì có thể liên hệ để lấy nhá các bác nhá. Còn cái này bao tiếng đẳng cấp luôn các bác nhá, không phải như những cái dòng loa đóng lắp ráp đâu. Nó là chất lượng cao đấy các bác ạ. Bye bye, xin kính chào các bác nhá.